ngày 10 tháng 2 năm 2022, tức mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần, ngày vía thần tài. Nhiều người dân trên cả nước có tập quán đi mua vàng với hy vọng sẽ mang lại nhiều may mắn trong những ngày đầu năm mới. Phóng viên báo Thanh Niên đã ghi lại những hình ảnh này tại một số cửa hàng kinh doanh vàng ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày thần tài. Tại thời điểm đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 loại 1, 2 chỉ được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào 53,3 triệu đồng một lượng, bán ra 54,3 triệu đồng một lượng. Người dân đi mua vàng nhẫn với mục đích lấy hình. Tuy nhiên, gần 4 tháng sau, vào ngày 28 tháng 5, những ai mua loại vàng này đã chịu lỗ đến 850.000 đồng một lượng khi giá mua vào của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC lên 54,15 triệu đồng một lượng và bán ra 55,15 triệu đồng một lượng. Kính thưa quý vị, vào sáng 28 tháng 5 năm 2022, giao dịch tại các đơn vị kinh doanh trong nước giảm nhẹ quanh mức 50.000 đồng một lượng so với ngày 27 tháng 5, kể cả đối với vàng miếng SJC hay vàng nhẫn 4 số 9. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, như chúng tôi đã thông tin trong đoạn tư liệu vừa rồi, giá mua vào vàng nhẫn là 54,15 triệu đồng một lượng và bán ra là 55,15 triệu đồng một lượng. Vàng miếng SJC có giá mua vào là 68,5 triệu đồng một lượng và bán ra 69,5 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá vàng nhẫn thấp hơn 14,35 triệu đồng một lượng so với vàng miếng. Còn trên thị trường quốc tế, giá vàng cuối tuần nhích lên 1.854,6 đô la Mỹ một ounce, tăng hơn 5 đô la Mỹ so với 24 giờ trước đó. Quy đổi, giá vàng thế giới tương đương khoảng 52,2 triệu đồng một lượng, chưa bao gồm thuế phí. Khoảng cách hiện tại giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức trên 17 triệu đồng một lượng. Theo các nhà phân tích, giá vàng trong tuần này được hỗ trợ bởi kỳ vọng thị trường đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong năm tới phần nào hạ nhiệt, đặc biệt là đồng đô la Mỹ liên tục suy yếu và rời xa mức đỉnh. Lợi suất trái phiếu của chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng hạ nhiệt. Hiện kim loại quý được hỗ trợ ở ngưỡng dưới 1.830 đô la Mỹ một ounce và hướng đến mức cao là 1.885 đô la Mỹ một ounce. Dù vậy, đà tăng của giá vàng cũng bị hạn chế bởi chính sách tăng lãi suất của Fed vẫn sẽ được thực thi mạnh mẽ để kiềm chế lạm phát. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn để biết thêm chi tiết. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.